Xin chào tất cả các bạn. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Một trong số đó là rừng mưa Amazon. Rừng Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới. Đó là khu vực giữ trữ sinh quyển cho loài người vô cùng rộng lớn. Nó luôn ẩn chứa những bí mật mà con người chưa thể khám phá hết. Hôm nay, Top HQ sẽ giới thiệu phần 1. Top 5 điều bí ẩn của rừng Amazon sẽ khiến các bạn giật mình. 5. Thằn lằn Jesus. Thằn lằn Jesus có khả năng chạy trên mặt nước. Đây là loài thằn lằn phổ biến ở Trung và Nam Mỹ, nhất là trong khu rừng Amazon rộng lớn. Chúng sinh sống trong các hốc cây để hâm nóng nhiệt độ cơ thể. Khi giật mình bởi kẻ thù, những con thằn lằn này thường nhảy xuống suối hoặc dòng sông để tẩu thoát. Chúng chạy rất nhanh, có thể đạt tới vận tốc từ 15 đến 16 dặm một giờ, và nếu như chúng có kích thước lớn như con người thì vận tốc đó sẽ là 800 dặm một giờ. Vì sự nhanh nhẹn trên, chúng có thể chạy trên mặt nước như bay. Bốn, bóng tối. Tán cây che hết ánh sáng mặt trời khiến mặt đất luôn luôn tối đen. Ở những nơi rậm rạp nhất Amazon, tán rừng rất dày và che mất 99% ánh sáng mặt trời, khiến mặt đất tối đen và trở thành nơi sinh sống của các động thực vật rất độc đáo. Đồng thời, với hiện tượng này, Amazon và các khu rừng nhiệt đới khác giúp điều hòa nhiệt độ của trái đất. 3. Diện tích Amazon tương đương châu Úc. Amazon có diện tích rộng lớn tương đương châu Úc. Nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy độ rộng lớn tới mức khó tin của Amazon với diện tích là 5,5 triệu km2. Rừng Amazon bằng nửa tổng lãnh thổ của Liên bang Mỹ, gồm cả Alaska và Hawaii, và gần bằng diện tích của Australia, 7,7 triệu km2. 2. Cây san bốc. Cây san bốc còn có tên gọi khác là cây thuốc nổ. Đây là loại cây trong rừng nhiệt đới Nam, Bắc Mỹ và rừng Amazon. Người dân chài dùng cây san bốc để đầu độc cá trên sông. Còn những người thợ săn ở Caribe thì tẩm chất độc này lên đầu của mũi tên. Quả của cây sẽ nổ tung khi chúng chín để phát tán hạt trong khoảng cách tới 45 mét. Nên loại cây này còn được gọi tên khác là cây thuốc nổ. 1. Ếch thủy tinh. Với lớp da trong suốt nên bạn có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng của loài ếch thủy tinh này. Ếch thủy tinh Gladflora thuộc họ lưỡng cư Centrolenidae, có tên khoa học là Hyalimobachachin valerio. Kích thước của ếch thủy tinh không lớn, chúng thường dài từ 3 đến 7,5 cm. Chúng chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Hiện giới khoa học chưa biết loài ếch này ăn gì, nhưng họ cho rằng chúng có thể ăn côn trùng nhỏ. Lớp da dưới bụng của loài ếch này khá trong nên có thể nhìn thấy tim, gan, đường tiêu hóa của chúng.